Hương sắc Hoa Lan xin chào cả nhà. Hôm nay em có cái chậu vàng đỏ hoàng kim à. Cây này cái cây phôi đẹp luôn, cây thân đầu à, cây phôi rất đẹp luôn á cả nhà ơi. Hiện tại lá đang mở hơn một gang tay của em nha. Cái thân này tầm 18 đến 19 cm, cái thân đầu rồi nè. Nó đang đi ngọn luôn. Nhưng mà nó chậu này ba thân mà cái thân cuối đã khai thác rồi, thân cuối thì tầm 14 cm. Còn ở thân chính giữa này tầm 9 cm. 9 đến 10 cm. Chậu này cái phôi đang đi này rất đẹp luôn nha. Bám rễ ổn định rồi cả nhà ơi. Cây này thì rễ ổn định rồi. Chậu này em chia sẻ với giá 2.200.000, vàng đỏ hoàng kim 2.200.000 đã bao gồm phí ship cho cái chậu vàng đỏ hoàng kim này. Đây này phôi rất đẹp luôn á. Mua về dưỡng cái thân dưỡng chậu rồi. Chậu vàng đỏ hoàng kim này em chia sẻ với giá là 2.200.000 đã bao gồm phí ship cho chậu vàng đỏ hoàng kim này. Nè cả nhà thấy rễ ra không? Rễ ra tối đây rồi, ổn định rồi. Bị một cái là cái thân sau đã khai thác rồi, thân cuối đã khai thác rồi. Chỉ xin hai cọng này, cọng chính giữa và thân đầu. Thân đầu thì nó đang đi ngọn. Thân đầu thì đang đi ngọn hơn một gang tay của em, mở lá hơn một gang tay. Tiếp theo là một cái chậu vàng đỏ lộn xộn. Chậu này tầm 15 cm. Cái thân đầu là tầm 15 cm, thì cái thân sau chắc cũng tầm 13-14 cm thôi. Thân sau thì nó đã bị xì một nhát rồi, xì một mắt rồi. Đó mà vẫn có, em đã bấm âm cho ngay chính giữa cho nên là nó đang mọc hai cái sừng. Hai cái sừng mà cả nhà thấy lên mà thấy sạc 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 đẹp không? Chậu vàng đỏ lộn xộn này em chia sẻ với giá là 1.200.000 đã bao gồm phí ship rồi. Vàng đỏ lộn xộn này em chia sẻ với giá là 1.200.000 đã bao gồm phí ship cho cái chậu vàng đỏ lộn xộn này. Thân này thì tầm 15 cm nha, thân đầu á. Đang đi hai cái măng đẹp ơi là đẹp. Thân cuối thì đã xì một mắt rồi. Chậu này thì rễ cũng đã ổn định rồi, rễ đi ổn định rồi. Về mua về dưỡng cây thôi. Em đã bấm ngay cái khúc giữa hai cái thân này, em đã bấm một nhát rồi để cho nó nhảy măng. Em bấm một nhát ra hai cái măng này nó đã xì lên mà nó đang đi rất là đẹp luôn. Đây là vàng đỏ lộn xộn xưa. Vàng đỏ lộn xộn xưa em chia sẻ với giá là 1.200.000 đã bao gồm phí ship. Tiếp theo là một cái cây chớp bu lưỡi vuông. Cái chậu này cái thân đầu em nói cái thân đầu thôi nha. Cái thân mà cái thân đầu thì này thì nó đang đi ngọn nè, nên em không có đo. Còn em đo cái thân cao nhất của nó là hiện tầm 15 cm. Chậu này đang đi hai hướng rất đẹp luôn á cả nhà. Nhưng mà nó đã xì một mắt rồi. Đang đi hai hướng xì một mắt. Và em lại có bấm âm ngay cái khúc này. Em úp ngay cái thân mà em đang chỉ tay vô nè. Đã bấm âm rồi. Đang đi hai hướng đã bấm âm. Chậu này em chia sẻ với giá 1.500.000 đã bao gồm phí ship cho cái bộ chậu bu lưỡi vuông này. Thân này em đo là tầm 15 cm. Chậu này đang đi hai hướng nha, bu lưỡi vuông 1.500.000 đã bao gồm phí ship. Mắt thì nó chỉ xì một mắt thôi, xì là do là lên rồi nó không lên được, nó bị xì. Chậu lưỡi vuông này em chia sẻ với giá 1,5 triệu đã bao gồm phí ship cho cái chậu bu lưỡi vuông. Chậu bu lưỡi vuông. Đang lấy lại, em sẽ lấy lại khúc này. Em tách nó ra đi. Nhưng mà thôi, để bán cho cả nhà về, cả nhà dưỡng luôn. Em làm biếng lấy ra. Tiếp theo em chia sẻ một cái cây Survivo's Star. Cây này đi 3 đầu luôn nha cả nhà. Hiện cái cây này là một cái dạng cây mà nó rất là khỏe. Hoa nó màu vàng á. Nó rất là khỏe, hoa màu vàng. Mà hiện tại cái chậu này là chậu tác phẩm, đang đi đến 3 hướng. Mà có nghĩa là thân nào lên cũng hoa á. Hiện tại thì 2 thân á đã xuất hiện nụ rồi. Thì còn 1 thân nó còn nhỏ, nó chưa có cho hình thành nụ. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ lên là ba giòi á, 3 giòi nụ. Cây này mua về chơi hoa cũng cực kỳ đẹp. Trời, nó thơm lắm cả nhà cái cây này nè. Cái khuôn hoa thật ra thì cái Survivo's Star nó sẽ có rất là nhiều khuôn hoa, cũng 5-6 khuôn gì đó, mình cũng em cũng không rành. Nhưng mà hiện tại nhà em thì chỉ có 3 khuôn, 4 khuôn chứ. Hiện tại một em thì có 4 khuôn. Cây này là một cây mà em rất thích, tại vì cái khuôn hoa của nó rất là cân đối giữa cánh. Cái cánh của nó rất là gọi là cánh rất là cân đối luôn. Mà thật ra là cái tỷ lệ mà bị bệnh, bị gì của nó rất là ít. Cây này đó, thật ra là cái tỷ lệ bệnh rất ít. Mà mua về chơi hoa hoài, chơi hoa quanh năm mà. Lên thân nào là thân đó có hoa, lên thân nào là thân đó có hoa. Không cần phải đợi chờ gì hết trơn, không phải mùa hay là gì hết. Mà cái hoa nó cũng đẹp, nó thơm nữa. Cả nhà về mua về chân. Chậu này là chậu tác phẩm, đang đi 3 hướng nha. Đang đi 3 hướng. Nhưng mà hiện chậu này thì em có thùng bằng thang, mà em thùng bằng vỏ thông nha. Chậu này thì thùng bằng vỏ thông, đang đi 3 hướng. 2 hướng đã hình thành dòi hoa, còn 1 hướng nữa. Còn 1 hướng nó còn nhỏ quá. Chậu này em chia sẻ với giá là chậu này chậu tác phẩm, em chia sẻ với giá là 450 đã bao gồm phí ship. Mua về chợ thì ngắm hoa không cũng đã nữa. Chơi mà chơi hoa quanh năm, cái thân này chậu này là chơi hoa quanh năm đã lắm cả nhà ơi, thiệt. Chậu này mua về chơi đi cả nhà, rất là đã luôn. Tiếp theo em chia sẻ nó là một cây cơm mít bay. Cơm này là cây cơm mít bay Nhật. Hiện tại nó đang hoa. Thật ra cái cây này nếu mà nó cực kỳ khỏe, nếu mà cây khỏe thì nó sẽ cho vòi, gọi là hoa chùm á. Hoa chùm, lâu tàn. Cái mặt hoa nó cũng xuất sắc nữa. Cái này là cây cơm mít bay Nhật á. Hồi nó mắc lắm đó nha cả nhà ơi. Hiện tại em chia sẻ cái chậu như hình giá 300.000 đã bao gồm phí ship cho cái chậu cơm mít bay này nha. Bông này là do cây á, nó chưa có đủ to, đủ lớn á, nên là nó chưa có được đẹp nè. Nó mà đủ to, đủ lớn rồi á, đẹp lắm. Cây này đẹp lắm, hồi đó em thích lắm đó. Hồi đó là em mua một chậu to là 4 triệu, cái không có tiền mua. Sau này tiếc hồi là sao, tại vì nó quá đẹp đi, nó ra mà nhiều đầu á, mà nó ra nở hoa mà lấp đầy nguyên một chậu hoa luôn, nhìn nó đã lắm cả nhà. Cái cây cơm mít bay này nè, chậu gì em chia sẻ là 300.000 đã bao gồm phí ship cho chậu cơm mít bay này nha. Rồi hôm nay em chia sẻ 3 cây Dendro này. Em nhắc lại cái cây Dendro vàng đỏ hoàng kim là 2,2 triệu, vàng đỏ lộn xộn là 1,2 triệu và bu này là 1,5 triệu. Bu lưỡi vuông nha, Burana lưỡi vuông 1,5 triệu. Chậu đó tiềm năng lắm á cả nhà. Ổ đi 2 hướng rất là tiềm năng. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh Hương Sắc Hoa Lan. Nhớ bấm cho em một like, một đăng ký luôn nha cả nhà. Thích cây nào thì cứ chụp hình gửi qua Zalo cho em. Số điện thoại Zalo của em là 09037048. Em sẽ gửi hàng từ Hồ Chí Minh đi. Em sẽ gửi hàng từ Hồ Chí Minh đi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh Hương Sắc Hoa Lan và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye cả nhà.